AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay Sabah sẽ giới thiệu anh em một con game chiến thuật có tên gọi là Age of Frost Throne. Một con game có đồ họa 3D rất là đẹp và nó có ngôn ngữ tiếng Việt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con Age of Frost Throne này nhá. Con game này hiện tại nó mới chỉ ra mắt ở trên Android thôi, các bạn hãy dùng giả lập chơi cũng được. Đây là cái phần cốt truyện. Đó, game có tiếng Việt anh em ạ. Rồi thôi, mình sẽ bỏ qua phần cốt truyện đi, mình nghĩ là cũng không cần thiết lắm. Đây, chúng ta sẽ có một cái đồ họa 3D theo kiểu phong cách hoạt hình cel shading. Đấy. Cel shading tức là cái đường viền ấy, các bạn thấy những cái đường viền đen đen này. Đấy, một cái phong cách đồ họa rất là quen thuộc luôn. Đấy, chúng ta sẽ điều khiển. Ồ, cái này nó vẫn bị lỗi sao ấy? Ồ, nó vẫn bị lỗi lỗi nhiệm vụ này. Cái Việt hóa nó vẫn hơi lỗi một tí. Ồ, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chơi của con game Age of Frostfall này nhá. Dù sao thì có tiếng Việt thì anh em sẽ chơi dễ chơi hơn rất là nhiều rồi. Bấm vào đội hình này. Chúng ta sẽ bấm vào đây để di chuyển. Ồ. Chúng ta sẽ ngăn chặn mấy con... con này như kiểu mấy con... yêu quái ấy, kiểu thế. Chúng ta sẽ có các phe như kiểu phe human với cả phe mình không đọc cốt truyện nên mình không rõ lắm. Mình sẽ để camera xuống đây cho anh em dễ nhìn. Sử dụng kỹ năng và tiêu diệt địch. Nora nhân vật mới. Con game này thì là đề tài thần thoại phương Tây nhé mọi người nhá. Nó như kiểu là các bạn xem mấy bộ phim như kiểu là cái gì nhỉ? Thì như tôi quên mất tên rồi. Game of Thrones ấy, nó như kiểu Game of Thrones ấy, đề tài kiểu thế. Đây các bạn hãy xoay đồ họa này, xoay 360 độ luôn. Con này game đồ họa 3D luôn anh em nhá. Các bạn sẽ có tướng, sẽ điều khiển, di chuyển, chiến đấu. Đấy, chặn đứng đội hình của kẻ địch. Tiếp tục này. Địch nó tấn công. Nó sẽ đến tấn công 4 đợt lính liền. Lại tiếp tục di chuyển. Chúng ta sẽ phải phòng thủ bảo vệ căn cứ của mình đã. Thì nữa mình có thể sử dụng kỹ năng. Đây, kẻ địch nó đến đây. Đây, các bạn sẽ bấm vào có cái phần kỹ năng để sử dụng kỹ năng để tiêu diệt kẻ địch. Boss đến này. Boss đến này. Đấy, cái này các bạn để xoay 360 độ nhá. Đồ họa 3D luôn. Rất là đẹp. Và kẻ địch nó chuẩn bị đến rồi anh em ơi. Đây, các bạn sẽ di chuyển theo cái ô này, bấm vào đội hình này. Rồi có những cái ô để di chuyển nha. Đó. Trốn thoát cùng trứng rồng. Cái này là mình nhớ đến con Game of Thrones dã man. Đây cũng có rồng cái thứ. Đây là cái phần cốt truyện ban đầu á. Anh em sẽ phải chơi theo cái phần cốt truyện ban đầu này. Đúng là cảm giác chơi như kiểu mình cái phần cốt truyện nó kiểu mang hơi ấm của Game of Thrones ấy nhở. Kiểu thế. Boss này. Rồi, chúng ta sẽ đến một tòa thành này, Dragon Home City. Chạy trốn luôn, đây không đánh được thì chúng ta sẽ phải chạy trốn đến một cái vùng đất mới, một tòa thành mới. Đấy, Dragon Home. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng ở cái thành phố này nhá. Chúng ta sẽ có thu thập tài nguyên này. Tài nguyên bao gồm lúa và gỗ, vàng. Đấy, game là game chiến thuật mà mọi người. Các bạn sẽ phải xây dựng các cái công trình thu hoạch tài nguyên cũng như là xây dựng các cái đạo quân để chống lại kẻ địch. Đây rồi, cả tòa thành của mình này, tòa thành dưới trời tuyết đóng băng luôn. Game này nó vẽ những nhân vật đẹp thật đấy. Rồi chúng ta sẽ vào. Con game này thì cái phần kết nối nó chưa ổn định mọi người nhá. Game nó hay chơi nó hay bị mất kết nối lắm anh ạ. Mặc dù mạng mình thì vẫn ổn định lắm nhưng mà không hiểu tại sao mà game nó cứ chơi nó hay bị mất kết nối. Thì đây là một cái hiện tại là một cái mà rất là hạn chế của con Age of Frostfall này. Đấy, nếu các bạn nào có trải nghiệm thì sẽ lưu ý cái phần này nhá. Tức là đường truyền nó sẽ không ổn định lắm. Chúng ta sẽ vào chiến đấu này. Đường truyền nó không ổn định lắm anh ạ. Này nó vẫn hơi bị lỗi một tí. Đấy, chúng ta sẽ chia hai tướng ra để phòng thủ. Kẻ địch nó sẽ tấn công từ đây. Đó, chúng ta sẽ phòng thủ. Cách cơ chế chiến đấu của game này nó nhiều kiểu game thủ thành nhỉ.
Đấy, địch nó tấn công và mình sẽ phòng thủ. Đấy, lưu ý là sử dụng, các bạn anh em có thể sử dụng kỹ năng để chiến đấu nhá, kỹ năng của tướng á. Cái này nó không có nút tăng tốc nhỉ, mình muốn nó nhanh hơn, cái nhịp độ game nó nhanh hơn. Chắc là sau sẽ có phần tăng tốc hoặc là bỏ qua gì đó. Nên là đánh nó hơi mất thời gian tí. Đông chưa? Cái địch nó đến rất là đông luôn. Ôi, đông quá, mình sẽ cho ra đây để phòng thủ. Đây, có thể sử dụng kỹ năng kiểu điều hướng ném bom này. Đó. Nói chung là cơ chế chiến đấu thì cũng khá là dễ hiểu thôi. Kiểu dạng thủ thành ấy, kiểu thủ thành ấy. Rồi, chúng ta có nhà chính chiếm được cái tòa thành này rồi. Chúng ta sẽ đi ấp trứng rồng các kiểu này, xây dựng, tu sửa nhà. Đây, sẽ có bảng nhiệm vụ nha. Ban đầu đây anh em đi làm nhiệm vụ thôi. Chúng ta sẽ đi lấy gỗ này. Đó, muốn xây dựng nhà thì các bạn sẽ phải có tài nguyên. Sửa chữa thành trì bị hư hại à, chúng ta sẽ sửa chữa. Đấy, công việc sửa chữa nâng cấp thì thường nó sẽ mất thời gian, nhưng mà ban đầu thì thời gian nó sẽ rất là ngắn thôi. Đây là phần đại sảnh. Trong phần đại sảnh này thì phải nói là mình khá là thích cái đồ họa của cái con game Edge of Frostfall này. Đồ họa vẽ rất là đẹp. Cái game này thì nó liên quan đến quả trứng rồng này. Thật sự là mình rất là nhớ đến Game of Thrones ấy anh em ơi. À, đi lấy gỗ này. À đâu, đi lấy gỗ. Sửa chữa thành, đấy, ban đầu thì cứ đi làm nhiệm vụ thôi. Thắp sáng lửa gần thành, chúng ta sẽ đi thắp sáng. Cũng cần tài nguyên nhá. Thắp sáng để làm gì, để có lửa để tan băng ra. Đấy, tòa thành của bạn sẽ hoành tráng lại một lần nữa anh em ơi. Bắt đầu thì cứ đi làm nhiệm vụ nhá. Đáp lại lời gọi của lửa thánh này. Wow, rất là hoành tráng luôn. Đề tài thần thoại phương Tây bao giờ cũng rất là cuốn hút anh em ạ. Và nhạc, âm thanh của game này cũng rất là hay luôn nha. Đó, chúng ta sẽ sau này các bạn có thể mở rộng cái tòa thành của mình lên. Linh hồn rồng các kiểu. Hay chưa? Có tiếng Việt thì các bạn có thể nắm được cốt truyện nhá. Bạn nào mà đam mê cốt truyện thì các bạn có thể xem cái phần cốt truyện. Rồi, hoàn thành chương 1 rồi. Chúng ta sẽ sang chương 2. Phép thuật quả đen. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp tục đi thám hiểm khu vực phía nam này. Sửa đỡ hội đồng anh hùng bị hư hại. Rồi, sau này các bạn có thể chiêu mộ thêm các cái tướng mới. Chúng ta sẽ đi lấy gỗ. Đấy, dọn chướng ngại vật cũng như là lấy tài nguyên luôn. Leave it to me. I'll take care of it. Đó, chúng ta sẽ đi sửa chữa. Đây rồi. Triệu hồi anh hùng mới. Đó, chắc chắn là chúng ta sẽ có tính năng chiêu mộ tướng rồi. Bao gồm là chiêu mộ thường và chiêu mộ nâng cao. Các bạn sẽ được tặng một lượt chiêu mộ miễn phí này. Thì các bạn sẽ được có thêm những cái anh hùng mới. Đó, phẩm tím. Tỷ lệ đây. Mình sẽ xem phần tỷ lệ nhá. À, cái này nó không có tỷ lệ rồi anh em ơi. Đây, tướng cao nhất là tướng cam. Số lượng nhân vật thì cũng không quá nhiều đâu. Bao gồm tướng và mảnh tướng. Đấy, có khoảng 2, 4, 6, 7 1, 2, 3, 2, 1. Khoảng 23 nhân vật thôi. Số lượng nhân vật không nhiều lắm. Ô, có cả nhân vật Hoa Mộc Lan đến từ Trung Quốc này. Ồ, có cả Hoa Mộc Lan luôn anh em ạ. Đây, một nhân vật đến từ Trung Quốc. Đấy, tướng cam sẽ là tướng phẩm tướng cao nhất nhá. Nó không có hiển thị tỷ lệ rồi. Game này nó không hiển thị tỷ lệ quay tướng nên mình không biết là tỷ lệ nó như thế nào. Thắp lửa gần hội đồng ấy. Chúng ta sẽ phải thắp lửa. À, nâng cấp thành lên cấp 2 mới có thể thắp lửa tiếp được. Đây, chúng ta sẽ có phần nâng cấp này. Đủ tài nguyên và nâng cấp. Ban đầu thì nó chỉ level thấp thì nó chỉ tốn rất là ngắn thời gian thôi. Sau này thì nó sẽ mất thời gian hơn. Đấy, chúng ta sẽ phải làm tan băng ra. Đấy. Hộp thư có gì đây? À, phần quà.
Game này đang thử nghiệm nhá anh em nhá, đang thử nghiệm ở trên Android. Linh hồn rồng này, nhìn ngầu chưa? Lại bắn một phát sang đây, cái góc này. Hình như phải thắp đủ 3 cái ngọn, phải thắp đủ 3 ngọn lửa ấy. Đấy, bắt đầu thì cứ đi làm những cái nhiệm vụ cơ bản này thôi anh em ơi. Đây, chúng ta có mở được 2 cái đèn hiệu rồi. Chúng ta sẽ sang chương 3 là mở được 3 cái chất đèn hiệu. Game chơi bánh cuốn phết. Mình thì cũng không phải là người thích cái thể loại này lắm nhưng mà cảm giác chơi rất là bánh cuốn ấy. Ồ, chúng ta sẽ vào chuẩn bị vào chiến đấu này. Đánh bại bọn băng thi. Đây, các anh hùng chúng ta đây, sau này các bạn có thể nâng cấp lên. Nâng level này. Đó. Nâng level cho tướng lên. Rồi, chúng ta sẽ vào chiến đấu nha. Ơ, cái này nó không cho chỉnh đội hình các thứ nha. Như là tướng nó mặc định có luôn ấy. Đấy rồi. Lord Blacksmith, my soldier's spears can handle the enemy shields. Đấm vào đây này. Chúng ta sẽ đi chọn kỹ năng phi kiếm. Ui, phi phát thắng luôn. Mạnh dã man. Đấy, chúng ta cái cơ chế chiến đấu game này như kiểu đúng là kiểu dạng phòng thủ ấy. Tower defense ấy. Đấy, chúng ta sẽ chặn các cái đường đi của kẻ địch không cho địch nó đánh vào nhà chính. Rồi, để chuẩn bị tấn công rồi. Cái mình thích nhất là đây, xoay bản đồ 3D luôn. Rất là đẹp, không zoom gần zoom xa được thôi. Ôi, nó phá nhà này. Đó, chúng ta nó phá nhà, đừng để nó phá nhà nhá anh em nhá. Quên mất không điều khiển nhân vật, nó suýt nó phá nhà mình. Đấy, kỹ năng thể ném mà điều hưởng. Ôi, nó không nổ à? Mình cứ tưởng nó nổ ngay ạ. Rồi, thắng rồi. Ừ, nói chung là chơi bánh cuốn phết đấy, không phải đùa đâu. Và các bạn, vì là có tiếng Việt nên anh em sẽ chơi rất là dễ thôi. Sửa chữa doanh trại bị hư này. Các bạn phải đi lấy gỗ tiếp. Đấy, cần có tài nguyên để sửa chữa hoặc nâng cấp các cái công trình. Vẫn thiếu gỗ à? Rồi lại tiếp tục đánh bại bọn băng thi các kiểu. Đấy, có thêm cái đơn vị lính mới. Tóm lại là vậy thôi, sau này các bạn phải huấn luyện này, các cái đơn vị lính. Sẽ có rất nhiều đơn vị lính khác nhau. Và mỗi tướng sẽ điều khiển một cái đơn vị lính khác nhau. Đấy, cơ bản là vậy. Thì mình cũng giới thiệu nhanh cho anh em về một con game chiến thuật có đề tài thần thoại phương Tây, có tên gọi là Age of Frostfall nhá. Bạn nào mà quan tâm thì có thể tải con game này về chơi thử ở trên Android. Nó cái phần cốt truyện game này là mình phải nói là không phải là giống Game of Thrones mà liên tưởng thôi. Giống series Game of Thrones rất là hay. Đồ họa 3D rất là đẹp. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc nha. Bạn thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh AppKB cả anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, community game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngay đi.